Có thể nhá, họ sẽ cảm thấy hơi ghét bạn, nhưng mà sao, họ sẽ vẫn trả lời bạn. Nó như là một cái điều tự nhiên ở trong não của phụ nữ rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 3 sai lầm khiến bạn mất cơ hội hẹn hò với họ. Một cái điều cay nhất khi mà yêu đương ấy, đó là gì các bạn có biết không? Đó là bạn đang nhắn tin rất là vui vẻ với họ, nhưng mà họ đột nhiên nhá, mãi không rep bạn. Rồi bạn tự nhủ rằng là chắc là họ đang không online nên là không rep bạn. Rồi mấy tiếng trôi qua, bạn vào bạn check thì thấy họ vừa mới online 3-4 phút trước thôi. Xong thậm chí còn up cả story cơ, nhưng mà họ vẫn mãi không rep bạn. Lúc này thì bạn sẽ bị rơi vào cái hoàn cảnh cay cú vãi. Xong rồi trong đầu bạn lúc này này sẽ hiện ra 7-7-4-9 cái viễn cảnh là không biết có phải là mình có lỗi gì hay không, hay là họ đang đi với một người khác. Khi mà bị rơi vào cái tình cảnh đấy ấy, thì mỗi người sẽ có một cái phản ứng khác nhau, đúng không? Và bạn biết sao không? Một trong những cái nước đi, nó đi vào lòng đất nhất của thằng bạn tên Minh của mình, đó là nó gọi điện cho họ để hỏi là tại sao mà họ không rep nó. Trời ơi, tôi ổn. Nhưng mà tệ hơn nữa là nó còn nhắn tin cho bạn kia một tràng, hỏi là tại sao em bơ anh, tại sao em không trả lời tin nhắn của anh. Và bạn biết sao không? Đó chính là cái sai lầm lớn nhất luôn mà mình nghĩ rằng là nhiều anh em thì đã mắc phải. Nếu như mà bạn đang xem video này thì có thể là bạn đã từng khiến đối tượng của bạn bị mất hứng thú với bạn vì bạn phạm phải một trong 3 lỗi mà mình sắp sửa nói dưới đây. Thậm chí là cả 3. Ôi, như vậy thì tệ lắm. Tệ nhất là mắc cả 3 lỗi luôn. Vì đảm bảo khi mà bạn mắc phải những cái lỗi này ấy thì toang. Nếu mà 1-2 thôi thì có thể hồi phục được. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với lỗi đầu tiên nhá. Đó là quá là thiếu thốn. Quá là thiếu thốn nghĩa là sao? Tức là bạn thể hiện cái sự quá vã của bạn á. Vì có thể là đã lâu rồi thì bạn chưa có bạn gái, có thể bạn chưa từng có người yêu, hoặc là có thể bạn mới được cầm tay gái khoảng 1-2 lần thôi, thế nên là bạn cảm thấy ngại. Vì vậy khi mà có một cô gái này xuất hiện và bạn nhắn tin với họ, và cô gái ấy sẽ đột nhiên trở thành một cái điều gì đó rất là quan trọng mà bạn không muốn mất, đến nỗi mà bạn không nhận ra rằng là bạn đang thể hiện là bạn đang quá là vã họ ấy. Bạn có thể phủ nhận rằng là không phải, tôi đâu có thiếu thốn. Ok, vậy thì bạn chỉ cần trả lời mấy câu hỏi dưới đây thôi. Đầu tiên, bạn có nghĩ về họ khi mà hai người ở cạnh nhau không? Thứ hai này, bạn có hay mơ về họ không? Thứ ba, bạn có hồi hộp và mong chờ họ trả lời bạn không? Thứ tư là, và khi họ rep bạn thì bạn có kiểu vui mừng quá đà không? Thứ năm, bạn có trả lời tin nhắn của họ nhanh hơn rất là nhiều lần so với họ trả lời bạn không? Và thứ sáu, cuối cùng, họ có bận hơn bạn không? Và nếu như nhá, rất là nhiều câu trả lời cho những câu hỏi này là có, thì rất có khả năng cao là bạn đang bị thiếu thốn họ. Nó nghe thì có vẻ khá là tiêu cực, nhưng mà để mà cải thiện cái điều này ấy, thì bạn phải luôn luôn nhớ nhắc nhở trong đầu mình rằng là mình đã từng quá vồn vã, và lúc này mình sẽ tỏ ra là không quá vội quá vã từ giờ trở đi. Và rồi làm thế nào để tỏ ra là không quá thiếu thốn tình cảm? Cái này nhá, nó không hề dễ đâu, thực sự luôn ấy. Một trong những cách đó là bạn phải có rất nhiều kinh nghiệm yêu đương với con gái. Vì khi bạn từng yêu rất là nhiều ấy thì bạn sẽ không còn cái cảm giác thiếu thốn nữa. Và thậm chí bạn có thể nghe những cái câu chuyện của những cái người mà họ rất là giỏi tán gái ấy. Họ sẽ có thể nói là họ từng có những cái giai đoạn mà họ không thể nào mà tán nổi ai này. Và bạn sẽ kiểu, trời ơi, vì sao mỗi tôi không thể tán nổi ai? Tôi xấu và tôi vô dụng đến thế sao? Bạn sẽ tự đặt câu hỏi bởi vì bạn tỏ ra thiếu thốn. Cái này ấy, thì mình thấy nó phải gọi là càng nghĩ càng thấy đúng luôn á. Từ trải nghiệm của mình là con gái thôi nhá. Ví dụ thằng bạn đần của mình, thằng Minh đi, hồi nó vật vã tán gái thì mình thấy nó kiểu, mình rất kiểu chê ấy. Nhưng mà bạn biết sao không? Nó chỉ cần thành công một lần thôi, nó chỉ cần tán đổ một người thôi,
là cái sự hấp dẫn của nó tự nhiên nó tăng một cách đột biến luôn á. Không phải là mình thích nó hay gì nhá, không nha. Nhưng mà những cái con bạn của mình ấy cũng phải nhận xét nó như thế. Và rất nhiều chàng trai tỏ ra là không hấp dẫn một chút nào, bởi vì họ tỏ ra là thiếu thốn. Rồi đột nhiên có tình yêu và cái là cả tá con gái thấy đẹp trai ngang. Rồi câu hỏi đặt ra là vì sao khi bạn không tỏ ra là thiếu thốn tình cảm thì bạn lại trở nên hấp dẫn? Thì cái này ấy, nó sẽ có hai lý do. Đầu tiên ấy, thì là do cái sự tiến hóa của não chúng ta từ cái thời nguyên thủy. Đó là phụ nữ ấy, thì thường sẽ thích những cái người như là thằng Tuấn, kiểu một chút alpha rồi một chút soft. Vì vậy bạn hãy hành xử với họ như thằng Tuấn chứ đừng như thằng Minh. Có thể nhá, họ sẽ cảm thấy hơi ghét bạn, nhưng mà sao, họ sẽ vẫn trả lời bạn. Nó như là một cái điều tự nhiên ở trong não của phụ nữ rồi. Thêm nữa là thời buổi bây giờ có quá nhiều bộ phim lựa chọn cái hình tượng nam phụ là những người rất tốt bụng, rất nhiệt tình, nhưng mà lúc nào cũng bị nữ chính chối đây đẩy. Và điều này lại càng làm những cái chàng trai mà quá là buồn vã thì trở nên kém hấp dẫn. Hai cái thứ ấy kết hợp trong não của phụ nữ thì khiến cho họ cảm thấy những cái chàng trai quá là vã, không còn hấp dẫn nữa. Vì vậy nếu như một chàng trai mà trả lời tin nhắn quá nhanh, rồi trả lời tin nhắn quá nhiều, bla bla bla, thì nó là một dấu hiệu cho thấy rằng là trong cuộc sống của chàng trai ấy chỉ có cô gái này thôi, chứ cũng chẳng có cái gì khác nữa. Và rồi sao? Đột nhiên cái khúc này bạn lại bị mất cái giá trị. Nhưng mà những cái chàng trai mà hành xử không quá buồn vã thì đúng là phụ nữ ấy, họ sẽ không thấy bị thu hút ngay từ đầu đâu. Nhưng mà dần dần sao rồi mưa dầm thấm lâu, họ sẽ thấy là cái người này cũng được phết. Một trong những sai lầm khi mà bạn thể hiện cái sự vã của mình ấy, đó là bạn rep tin nhắn của họ quá nhanh, quá nhiều. Xong rồi bạn thấy 30 phút họ chưa trả lời bạn thì bạn lại tiếp tục nhắn tiếp. Nếu mà bạn thấy mình có cả hai cái đấy thì có nghĩa là bạn đang rep họ quá nhanh và quá nhiều đấy. Không phải là mình khuyên các bạn là sau mỗi tin nhắn là phải chờ 5 phút, 7 phút thì mới rep nhá. Không phải là một con số cụ thể đâu, bạn biết không? Ý mình ở đây là bạn có thể hãy tìm những cái khác để làm thay vì chỉ chăm chăm cả ngày nhắn tin với họ. Hãy khiến cho bản thân bạn bận rộn thực sự, chứ không phải là tỏ ra bận rộn để mà làm giá. Bây giờ bạn rảnh quá chứ gì? Bạn đi dọn nhà này, bạn giặt chăn ga gối đi, hoặc là chống đẩy 50 cái. Bạn có thể nói là thế chẳng có sự khác biệt gì cả, cũng chỉ là không rep họ ngay. Nhưng bạn muốn trở thành một người ngồi chầu trực ở cái điện thoại chờ đúng 7 phút bạn mới rep họ, hay là bạn muốn trở thành một người đang làm một cái điều gì đấy có ích cho bản thân bạn, và bạn thấy tin nhắn nhưng mà bạn đang bận, bạn chưa rep, bạn hãy làm cái gì nó khác đi nhá. Bởi vì liều thuốc duy nhất cho những người mà cảm thấy thiếu thốn tình cảm ấy, đó chính là hãy quan tâm và đầu tư cái sự chú ý của mình vào những cái thứ khác. Nếu như bạn quan tâm quá nhiều vào một cô gái ấy mà cô gái đấy cũng chưa có vai trò gì trong cuộc đời của bạn thì nó chính là cái sự thiếu thốn. Tất cả những cái cô gái mà thằng Minh nó luôn mơ mộng, ước ao để tán được ấy, thì sao? Nó chưa từng tán đổ được một ai. Nhưng sao những cô gái mà thích nó ấy, thì nó lại là người không quá là vồn vã với họ. Vì vậy bạn thấy đấy, thể hiện cái sự vồn vã nó chả giải quyết được vấn đề gì. Rồi điều thứ hai đó chính là không làm đúng. Cái này thì nó sẽ kiểu hơi người lớn một tí nhá. Nên là bạn nào mà chưa đủ 18 cộng thì tắt video đi. Nhưng mà một trong những cái mà khiến đời sống hẹn hò của bạn nó fail á, đó là cái cách mà bạn thể hiện khi mà hai người thân mật. Không phải là chỉ trong hành động đâu nhá, mà là trong cái lối suy nghĩ của bạn á, nó bị sai á. Cái này thì nó rất là dễ xảy ra khi mà bạn là một người chưa có quá nhiều kinh nghiệm. Một sự thật nha, con gái ấy thì rất dễ nhận ra khi nào mà bạn đang lo lắng. Bạn có thể xem trong phim là cô gái nhận ra là chàng trai đang lo lắng và cảm thấy rất là dễ thương. Nhưng mà sao, ngoài đời thật ấy, thì nó không như thế. Nếu như cô ấy thấy bạn hồi hộp và lo lắng thì kiểu cô ấy sẽ phải là người dẫn dắt bạn á. Điều ấy chỉ cho thấy rằng là cô ấy là người trưởng thành và mạnh mẽ hơn bạn, và là người dẫn dắt bạn. Và chết ở đây một cái thì bạn phải là người leader, phải là người dẫn dắt ở đây. Bạn phải là người chủ động và khiến cô gái thích cái cảm giác ở bên cạnh bạn. Bạn biết mà, con gái thì hầu hết họ sẽ chẳng phải học hỏi hay là phải làm gì cả, và hầu hết mọi trách nhiệm trong việc này thì phụ thuộc ở các bạn nam. Và rất nhiều bạn nam nghĩ rằng là
những cái như là kỹ năng hay là kinh nghiệm nó sẽ tự nhiên đến. Được thực hành ấy thì tốt, nhưng mà trang bị cho mình đầy đủ những cái kỹ năng và kiến thức về cái chuyện ấy thì lại là một cái điều nó cực kỳ tốt và cực kỳ cần thiết. Và đương nhiên rồi, nó là cái điều tối quan trọng luôn á. Các ông nghe thì lại bảo là sáo rỗng, nhưng mà ngay cả mấy ông fuckboy hay là chatboy bên Tây còn toàn khuyên là các anh em phải trang bị. Vậy thì tại sao chúng ta lại không làm theo? Cái tâm lý của các bạn nam về chuyện này ấy thì nó cực kỳ quan trọng, bởi vì dù thế nào ấy thì nó cũng là một điều thuộc về tình yêu mà. Bởi vậy mình nghĩ các bạn nam cần phải chuẩn bị tốt để mà khi có cơ hội á, chúng ta có thể thành công ngay từ lần đầu. Và bạn phải hiểu rằng là cái lần đầu mà bạn tệ ấy, thì các bạn sẽ bị tự ti lắm luôn, và các bạn sẽ tự phá hỏng mọi thứ. Rồi tiếp theo, điều thứ ba mà mình muốn nói đó là có cái sự phân cực nó không rõ ràng. Sự phân cực ở đây là gì các bạn biết mà, trái dấu thì người ta mới hay hút nhau. Ở đây cũng thế, con trai thì thường bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp, những cô gái có body bốc lửa, hoặc là những cô gái kiểu dịu dàng, dễ thương. Tất cả những cái điều đấy ấy, thì đều là cái sự nữ tính. Con gái thì thích những chàng trai mạnh mẽ này, giỏi này, tháo vát. Và tất cả những cái đấy ấy, thì đó chính là cái sự nam tính. Và có một sự thật là khi mà hai cái cực này nó càng phân chia rõ ràng thì nó càng khiến cho cái mối quan hệ nó bền chặt. Những cái đôi mà như thế thì chúng nó không thể nào mà ngừng quấn lấy nhau được. Còn kiểu một cô gái rất là mạnh mẽ, yêu một chàng trai kiểu soft, kiểu nghe lời cô gái ấy này, bạn muốn nâng cao một cái mối quan hệ hay là bạn muốn giữ lửa cho mối quan hệ của bạn á, thì bạn sẽ muốn cái sự phân cực này nó càng rõ ràng càng tốt. Và cách duy nhất đó chính là hãy nâng cao cái sự nam tính của bạn ở trong cái mối quan hệ này. Chỉ đơn giản là hãy hành động chính xác, dứt khoát, hãy trở thành một leader khi cần và có tham vọng bla bla. Và rất là hay trong cái mối quan hệ này, đó là khi mà bạn càng nhấn mạnh cái sự nam tính của bạn trong mối quan hệ này thì các bạn nữ lại càng tỏ ra nữ tính hơn. Ví dụ nhé, như trong nhà có một người đàn ông họ kiếm tiền rất là tốt thì người phụ nữ thì họ sẽ lui về và không bon chen ở ngoài đời, mà thay vào đó là chăm sóc gia đình. Và nhá, mình biết một điều mà mình nói ra có thể là sẽ gây tranh cãi, nhưng mà video của mình dài mà, và có lẽ khá là ít người xem đến cuối như này, nên là mình vẫn nói. Một cách để thể hiện cái sự nam tính của bạn ấy, đó là hãy trở thành một người có thể chu cấp. Không phải chu cấp kiểu sugar daddy đâu nhá. Chu cấp ở đây nghĩa là chí ít là bạn hãy thể hiện rằng là bạn có thể trở thành một chỗ dựa tài chính cho cô gái ấy. Không cần phải là việc bạn có cả tỷ đâu, chỉ là bạn thể hiện bằng việc là bạn chi trả cho những cuộc hẹn này. Bạn có thể nói là ui giời, thời này ai là như thế nữa. Ừ thì bạn có thể hỏi những cái người đàn ông mà họ có rất là nhiều kinh nghiệm với phụ nữ, những người mà đào hoa vãi nồi đi, hỏi họ xem họ có chia tiền với người yêu khi đi ăn không. Thực ra bạn có thể nói những cái đứa mà không muốn chia tiền khi đi ăn ấy là đào mỏ, còn những cái thằng mà không đòi chi tiền là mấy thằng ngu. Nhưng mà mình nói thật nhá, con trai khi mà đi ăn với mình ấy mà họ trả tiền cho mình này, dù là số tiền nó không lớn đâu, nó chỉ kiểu 5k 10k, mình cũng đã thấy là họ nam tính vãi rồi và ấn tượng với họ trong lòng mình rất là tốt. Bạn gái của bạn ấy thì có thể sẽ muốn chia bill, nhưng mà bạn nhớ mình nói ở ban đầu không, khi mà con gái họ muốn chia tiền với bạn ấy, tức là khi ấy thì bạn đang bị bớt cái sự phân cực đi. Thằng Tuấn bạn mình ấy thì nó luôn không bao giờ để con gái trả tiền, và khi nó thấy mọi người nói là hai người chia tiền để cho có một cái mối quan hệ nó cân bằng ấy, thì nó chỉ bảo là có phải anh em bạn gì đâu mà đòi cân bằng, thích cân bằng thì phải chơi vật tay với nhau luôn à. Nó thực sự nghe rất là hay khi mà cả hai ở trong một mối quan hệ có thể cân bằng với nhau. Và bản thân mình thấy thì cái việc chia tiền nó chả có gì là sai, nó cực kỳ là lành mạnh. Nhưng mà các bạn vào video này xem để tăng sự hấp dẫn của các bạn lên mà, đúng không? Và có một sự thật mình chỉ nói với các bạn, đó là ở cạnh một người con trai có thể chi trả cho mình thì sẽ khiến con gái cảm thấy như thế. Mình xem những cái video trên TikTok ấy, có khi có những đôi bên Tây cuộc sống đời thường, bạn gái thì nấu ăn còn anh này thì ngồi làm việc. Ui kiểu nó trái ngược nhau, nhưng mà nó cảm thấy nó cứ ấm cúng thế nào á. Mình cũng thấy bị thu hút khi mà người yêu mình ngồi làm việc chứ không phải là nằm xem tivi. Đến đây thì mình sẽ kể cho các bạn về trải nghiệm của mình. Có một lần thì người yêu của mình ốm và kiểu mình phải giúp bạn ấy bê đồ ấy. Chỉ là đột nhiên lúc ấy thì mình cảm thấy rằng là mình phải trở thành chỗ dựa của bạn ấy, và bạn ấy không thể làm chỗ dựa cho mình ấy.
đến lúc này thì sao, hai cực nó khá là cân bằng. Nhưng mà sau đấy vài hôm khi mà người yêu của mình khỏi ốm rồi thì bạn ấy bắt đầu quay lại tập gym, chăm chỉ và bận rộn với công việc. Nên là chúng mình không gặp nhau 2 tuần luôn ấy. Mà thề là tự nhiên sau 2 tuần thì mình cảm thấy bạn ấy trở nên nam tính hẳn. Và nếu như bạn xem video đến đây và bạn cảm thấy rằng là thời gian hai bạn đang dành cho nhau là quá nhiều, kiểu hai người nhìn nhau xong cũng không có cảm thấy một cái gì đó quá là xao xuyến với nhau ấy, thì lúc này là lúc mà hai người cần cho nhau không gian riêng để tập trung vào công việc và tập trung vào những cái mục tiêu riêng của hai người. Có thể gặp nhau ít đi một chút này, nhắn tin với nhau ít đi một chút. Mình nghĩ rằng là một mối quan hệ, kể cả khi hai người đã kết hôn với nhau rồi ấy, thì nó sẽ trở nên bền vững hơn nếu như mỗi người đều biết đầu tư vào bản thân mình. Nói chung là các bạn có thể tham khảo nhé. Ok, như vậy là video ngày hôm nay đến đây là hết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.